Các bạn nhìn cái mà mình đang đeo trên tay này trông nó giống cái vòng đeo tay thông minh hay là trông nó giống đồng hồ thông minh ạ? Đấy. Nếu mà với cái kích thước màn hình như này thì chúng ta coi nó như một cái đồng hồ cũng được. Đúng nào, bởi vì thực sự đây là một cái mẫu vòng đeo tay thông minh có kích thước rất lớn. Và có thể coi là đây là cái mẫu vòng đeo tay thông minh lớn nhất từ trước đến nay mà bản thân mình từng làm review. Và đây là Xiaomi Smart Band 8 Pro nhé các bạn nhé. Cái mẫu vòng đeo tay thông minh này thì sẽ có màn hình lên tới là 1,74 inch. Nếu mà so với tham chiếu là vòng đeo tay thông minh thì nó rất là lớn. Thậm chí là về cái phần đường chéo, về cái inch ấy, thì là nó lớn ngang với một cái mẫu đồng hồ đeo tay thông minh luôn. Đấy, tuy nhiên là về cái form thiết kế thì nó là cái form thiết kế theo kiểu là hình chữ nhật như này, chứ nó không phải là dạng vuông hay là dạng tròn như là đồng hồ, nên là cái diện tích hiển thị trông nó sẽ bé hơn so với đồng hồ, đúng nào? Đấy, nhưng mà thực sự là đeo ở trên tay trông cũng không khác gì một cái đồng hồ cả. Cái này nó sẽ có một số những cái ưu điểm mà mình cần phải nói ngay ở đầu video. Đấy là cách đây khoảng mấy ngày mình cũng đã từng làm về một cái mẫu vòng đeo tay thông minh của Samsung, đấy là Samsung Fit 3. Đấy, thì đối với cái Fit 3 kia nó cũng có một cái nhược điểm rất lớn, đấy là nó không thể kết nối được với iPhone. Thì cái mẫu Xiaomi Smart Band 8 Pro này có thể kết nối được với cả iPhone lẫn Android. Đấy là cái điểm thứ nhất. Còn nếu mà bây giờ mà chúng ta so sánh sang với Huawei Band 8 đi, thì Huawei Band 8 cái màn hình của nó bé hơn, với cả nó không có màn hình tần số quét 60Hz. Với cả Huawei Band 8 thì nó ở cái phân khúc giá nó thấp hơn rồi, đúng nào? Thì chúng ta sẽ không thể so sánh được sang với Smart Band 8 Pro, bởi vì Smart Band 8 Pro nó ở một phân khúc cao hơn. Thế thì ngày hôm nay cái Smart Band 8 Pro ngoài những cái ưu điểm mà mình đã nói ở trên thì nó còn có những điểm gì đặc biệt nữa? Hãy cùng bắt đầu với mình. Rồi, ok, chúng ta sẽ đến với cái hộp này đi. Đấy, cái hộp này thì mình sẽ chỉ ý là cái quan trọng nhất là cái sạc ở bên trong này thì nó là cái sạc gì. Đấy, thì cái sạc của nó là sạc 5 châm như các bạn nhé. Đấy, nói gì nói với một cái vòng đeo tay thông minh giá rẻ, khó có thể đòi hỏi được là sạc không dây được. Đấy, sạc nó sẽ là sạc 5 châm. Chúng ta sẽ có một số những thông tin nữa ở trên cái vỏ hộp này. Ngoài cái hình về sản phẩm ra thì chúng ta sẽ có một số những thông tin như là pin có thể kéo dài được lên tới vài tuần. Tất nhiên đây là công bố của nhà sản xuất, còn trong quá trình sử dụng thì lát nữa thôi thì bọn mình sẽ nói ra cái kết quả mà bọn mình test nó như thế nào. Kháng nước là 5ATM là tương đối là thoải mái cho chúng ta trong quá trình chúng ta đi bơi rồi, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ có theo dõi sức khỏe cả ngày luôn. Đó, và rất là nhiều những thông tin khác, rất nhiều các cái chế độ luyện tập thể thao. Bây giờ mình sẽ đi đến cái phần đánh giá về phần thiết kế. Thực sự là khi mà mình đeo cái sổ này trên tay thì đúng là cái cảm giác đeo là mình nhìn ở trên này, nhìn trên cổ tay là mình thấy là nó giống cái đồng hồ nhiều hơn. Nhưng mà Xiaomi thì họ gọi rõ rồi, họ gọi là band. Đấy, gọi luôn là vòng đeo tay chứ không gọi là đồng hồ đeo tay thông minh. Đấy, thì chúng ta cứ gọi đây là vòng đeo tay thông minh, nhưng mà cảm giác đeo lên đấy, các bạn nhìn này. Cái thiết kế này, nhìn này. Đấy, trông rất là giống đồng hồ, đúng không? Tuy nhiên, khi mà đeo cái sổ này thì nó thích hơn cái đồng hồ ở chỗ là cái khối lượng của nó sẽ nhẹ hơn đồng hồ rất là nhiều. Và đặc biệt là khi mà chúng ta đi ngủ ấy thì chúng ta muốn theo dõi cái giấc ngủ, thì khi mà chúng ta đeo khi đi ngủ nó không bị cái cảm giác vướng víu hay là cồng kềnh như là đồng hồ. Đeo đi ngủ rất là thoải mái, gần như là với cái vòng đeo tay thông minh này là mình có thể đeo cả ngày được, được chưa? Đấy, và cái phần dây này thì thực sự là rất là mềm luôn. Cái phần dây này Xiaomi họ làm mềm lắm, và cái việc tháo dây ra thì vô cùng dễ dàng luôn. Ấn vào phát này là tháo được ra luôn. Mình thích cái kiểu tháo này hơn, bởi vì là có một số những mẫu đồng hồ ấy là họ cũng tháo ra dễ, họ cũng có một cái đẫy xong mình kéo nó ra như này, nhưng mà nó không thể nào mà tiện và nhanh bằng cái việc tháo dây ra như thế này ở trên cái Smart Band 8 Pro này được. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Rất là nhanh chóng luôn. Đấy, phần dây rất là mềm. Cái cách đeo ấy thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Đây, chúng ta sẽ cài vào đây, cài cái dây vào, xong rồi chúng ta sẽ luồn ra hai cái bên ngoài như này, luồn ra hai cái bên ngoài như này. Cái dây này là dây để ở ngoài chứ không phải dây giấu trong nhé các bạn nhé. Đấy, có một số các cái mẫu thì họ sẽ là để dây giấu trong, nhưng mà cái này là để dây bên ngoài. Dây bên ngoài như này thì nó sẽ đỡ bị cộm tay hơn, nhưng mà vấn đề là nó sẽ bị thừa ra một cái khoảng này, trông nó hơi mất thẩm mỹ một tí. Đấy, kiểu như thế. Rồi, cái này tùy vào gu với là khẩu vị của từng người thôi. Qua cái phần thiết kế thì nếu mà nhìn thoáng qua cái phần mạ bóng như này, chúng ta sẽ nghĩ là đây là phần kim loại, đúng nào? Nhưng mà thực sự là đây chỉ là nhựa thôi nhá. Đấy, nhà xuất họ công bố đây là polymer, đấy, sợi polymer. Đấy, chứ không phải là kim loại hay là gì đâu. Ở phía sau này thì chúng ta sẽ có các cảm biến. Viền màn hình của cái mẫu vòng đeo tay thông minh này thì mình thấy ở mức độ bình thường, nó không quá dày cũng như là không quá mỏng. Và được cái là nó không bị hiện tượng là cái phần cằm ở phía dưới nó dày hẳn lên, nó không bị hiện tượng đó. Và cái viền này thì mình thấy là nó làm tương đối là cân bằng đấy, trên dưới rồi là trái phải là tương đối là cân bằng đấy. Và tất nhiên rồi, cái màn hình này thì sẽ có On-on display này, rồi là sẽ có cả tần số quét là 60Hz. Về khối lượng thì
khối lượng khi mà chúng ta đeo với cả dây nhá, nó chỉ có 39 gram thôi, rất nhẹ nhàng khi chúng ta đeo ở trên cái cổ tay. Còn về phần màn hình thì mình nghĩ là đây sẽ là một cái điểm cộng rất lớn của cái mẫu Smart Band này. Đấy là nó sẽ có một cái màn hình kích thước rất lớn là 1,74 inch và tấm nền là tấm nền xịn sò luôn, tấm nền AMOLED, độ phân giải cũng khá là cao, 336 nhân với cả 480 pixel cho một cái mật độ ảnh rơi vào tầm khoảng 336 PPI. Các bạn có tưởng tượng là 336 PPI là cái độ chi tiết của nó thậm chí còn cao hơn cả độ chi tiết của iPhone 11. iPhone 11 độ chi tiết của nó chỉ rơi vào tầm khoảng 326 PPI thôi. Con này là 330 mấy PPI luôn, 336 PPI luôn. Và cái tần số quét của nó thì sẽ là 60Hz, có 16,7 triệu màu và độ sáng lên tới là 600 nit. 600 nit nếu mà xét ở trên tham chiếu của một cái điện thoại thì nó bình thường thôi, nhưng mà đây chúng ta phải xét ở trên tham chiếu của một cái mẫu vòng đeo tay thông minh như thế này là quá ok. Đấy, 600 nit và 60Hz là quá ok, quá ngon rồi. Và tất nhiên với cái màn hình AMOLED ấy, thì cái màu đen rất sâu, độ tương phản rất cao, ra ngoài trời nắng nhìn rõ ràng. Và khi chúng ta để cái nền đen ấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy luôn này, gần như là toàn bộ cái phần hiển thị ở bên trong này nó hòa quyện luôn với cả cái phần viền này, nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng tràn viền cho cái sảo này. Thế tuy nhiên là mình thấy là cái tấm nền màn hình có vẻ như là nó hơi chìm hơn so với cả cái phần mặt phẳng kính này. Còn nếu mà chúng ta để cái màn hình All-on Display lên thì thực sự là chúng ta sẽ nhìn thấy là giống nhiều là cái sảo này nó không có viền ý. Đấy rồi, và màn hình All-on Display này là nó hiển thị rất rõ ràng như các bạn nhé, nhìn rất rõ ràng những thông tin về giờ, rồi là phút, rồi là ngày tháng, thứ ngày tháng, rồi là cả phần trăm pin cái thứ nữa. Và tất nhiên cái mẫu vòng này nó còn có cả All-on Display thông minh nữa cơ. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà chúng ta không đeo nữa, chúng ta để ra ngoài thì nó sẽ tắt luôn All-on Display đi để mà nó tiết kiệm pin hơn. Và cái tính năng này mình thấy hoạt động rất hiệu quả. Và thậm chí chúng ta có thể hẹn giờ được cho cái tính năng All-on Display lên. Ví dụ như là chúng ta hẹn là tầm khoảng 8 giờ sáng đến tầm khoảng 10 giờ tối là nó bật lên. Đấy, còn sau đó thì nó sẽ phải tự động tắt đi để cho nó tiết kiệm hơn. Đấy, kiểu như thế. Thì mình thấy là như thế là ổn rồi. Thế còn cái mà mình thấy là quan trọng ở đây là gì? Đấy là những cái việc nhận thông báo của một cái mẫu vòng đeo tay thông minh như này. Thế đầu tiên là mình sẽ nói về cái nhận thông báo cuộc gọi cái đã. Cái mẫu vòng này thì nó sẽ không có nghe gọi đâu nhá. Nhắc lại là không có nghe gọi đâu, chỉ có đồng hồ thôi thì chúng ta mới có nghe gọi thôi, chứ vòng không có đâu. Đấy, thế thì về cái nhận thông báo của cuộc gọi đi, thì khi mà kết nối với điện thoại Android thì có một cái điểm như này. Đấy là nó sẽ không hiển thị lên cái việc là chúng ta có cuộc gọi đến từ các ứng dụng OTT, ví dụ như là Zalo hay là Facebook Messenger. Đấy, và nó chỉ hiển thị lên cuộc gọi nhỡ thôi. Nghĩa là khi nào mà có cuộc gọi nhỡ thì hiển thị thông báo cuộc gọi nhỡ thôi. Còn khi mà chúng ta kết nối với cả iOS ấy, thì nếu mà có những cái cuộc gọi Zalo với cả Messenger ấy, thì nó sẽ rung lên liên tục. Tất nhiên chúng ta sẽ không nghe gọi được, nhưng mà nó sẽ rung lên liên tục và nó sẽ thông báo được cái tên người gọi là gì, chứ không phải là một cái dãy số đâu nhá. Cái này là một cái điểm mà mình thấy rất là hay. Còn cá nhân mình thì mình thấy là cái việc rung lên thì nó không quá mạnh, nhưng mà vì vòng đeo tay thông minh thì chúng ta đeo suốt ở trên tay rồi, nên là cái rung không quá mạnh thì mình thấy là nó cũng bình thường thôi. Mình chỉ cần rung nhẹ thôi là mình đã có thể cảm nhận được rồi. Đấy, và đặc biệt là nếu mà bạn nào mà đang đi ngủ chẳng hạn mà có ai gọi đến thì rung nhẹ phát là dậy được ngay. Cuộc gọi thông thường thì rõ ràng là nó sẽ hiển thị được tên người gọi điện đến rồi. Đấy, và để chúng ta biết được là ai đang gọi điện đến, để cầm điện thoại ra để mà có nên nghe hay không. Rồi, tiếp tục nữa nào, về nhận thông báo các ứng dụng khác thì sao? Đấy, thì mình thấy là được cái là cái phông chữ thì không bị lỗi bất kỳ một tí gì cả, và có thể đọc được cái thông báo rất là dài. Và hầu hết các cái icon thì đều các cái icon về logo của app ấy đều hiển thị được luôn. Chỉ có riêng iPhone ấy thì có một điểm rất là buồn cười, đấy là nó lại không hiển thị logo của Zalo khi mà có thông báo. Đấy, ví dụ như bạn mà kết nối với iPhone có thông báo đến đây của Zalo chẳng hạn, thì nó không hiển thị cái logo của Zalo mà nó hiển thị lên chữ app thôi. Tuy nhiên nó có một cái điểm rất hay, đấy là nó có hiển thị thông báo dạng pop-up, nghĩa là các bạn đang thao tác gì ở trên cái đồng hồ này mà có thông báo đến thì nó sẽ hiển thị theo dạng pop-up luôn. Cái này điểm mình thấy rất là hay, rất là giống nhiều điện thoại. Và cái việc tối ưu cái màn hình như thế này là mình thấy là Xiaomi đang tối ưu cực kỳ tốt. Và có một cái điểm nữa các bạn cũng có thể nhìn thấy trên hình luôn, đấy là nếu mà mình vào cái ứng dụng lịch ý, là nó hiển thị được hết toàn bộ cái lịch luôn để mình có thể nhìn được vào. Chứ ví dụ như bây giờ bảo là cái kích thước màn hình nó lớn mà nó chỉ là phóng to phông chữ ra thì rõ ràng là sẽ không ổn, đúng nào. Và kích thước màn hình lớn ý, thì liệu nó có tối ưu cho cái kích thước màn hình lớn này được tốt hay không ý, thì câu trả lời là có nhé các bạn nhé. Đây, thế còn về pin thì mình sẽ đánh giá về pin như sau này.
pin thì ở trên cái hộp này là hãng họ công bố là sử dụng vài tuần cơ. Đấy, thế thì với viên pin 289 mAh thì đầu tiên là mình nói về cái thời gian sạc cái đã. Thời gian sạc thì nó sẽ mất tầm khoảng 80 phút là sạc đầy pin các bạn nhé. Thế còn về thời gian sử dụng thực tế thì sao? Nếu mà mình bật cái tính năng on on display lên và chỉ tắt đi khi nó đi khi đi ngủ thôi, nghĩa là gần như là bật suốt cả ngày. Đấy, và bật cả theo dõi sức khỏe cả ngày luôn thì pin của nó sẽ được khoảng gần 4 ngày. Đấy, 4 ngày đấy gọi là bật gần như là mắc công suất đấy. Thì với cái viên pin như vậy là mình thấy là quá thoải mái cho mình trong một chuyến đi du lịch hay là một chuyến đi công tác rồi. Còn nếu mà mình tắt cái tính năng on on display đi thì nó có thể dùng được cả ngày cơ. Tất nhiên cái này tắt on on display và tắt cả tính năng theo dõi sức khỏe liên tục 24/24 đi thì nó có thể dùng được cả tuần. Tất nhiên với công việc của mình thì mình nói luôn đấy là mình nhận thông báo rất là nhiều cái thứ đó. Còn với hãng ấy thì họ công bố là 14 ngày này là ở trong cái điều kiện lý tưởng thôi. Còn tất nhiên về các cái tính năng theo dõi sức khỏe thì hiển nhiên là sẽ có rồi, ví dụ như là đếm số bước chân, đo nhịp tim, đo nồng độ oxy trong máu, theo dõi căng thẳng, theo dõi giấc ngủ và theo dõi chu kỳ kinh nguyệt phụ nữ. Đấy, cái tính năng theo dõi giấc ngủ thì nó có theo dõi cả giấc ngủ ngắn lẫn giấc ngủ dài. Đấy, giấc ngủ ngắn là giấc ngủ trưa đấy, còn ngủ dài là ngủ ban đêm đấy. Đấy, và nó cũng sẽ có 150 chế độ luyện tập thể thao. Với nhiều chế độ luyện tập thể thao như thế thì rõ ràng là chúng ta sử dụng các cái bộ môn hiếm thì nó cũng sẽ có thôi. Và nó sẽ có cái tính năng đấy là tự động phát hiện được 6 bài tập cơ bản. Đấy, ví dụ như là đi bộ này, chạy bộ, xe đạp, nhảy dây, trèo thuyền và máy tập Eclipse. Và tất nhiên nó còn có cả GPS độc lập, các bạn nghe không nhầm đâu. Vòng này tay thông minh mà có luôn cả GPS độc lập thì cái này nó sẽ rất là tiện khi mà chúng ta đi tập luyện thể thao, chúng ta không cần nhất thiết phải mang theo điện thoại làm cái gì cả. Đấy, chỉ cần đeo đồng hồ và đeo vòng tay thông minh vào thôi là được. Và cái tốc độ bắt GPS rất là nhanh luôn, tầm khoảng 5 đến 10 giây ở cái điều kiện ngoài trời. Mình cũng test xem là cái tính năng đếm số bước chân của nó có chuẩn hay không ấy. Thì khi mà mình ngồi ở trên xe máy mình đi thì bước chân nó không bị nhảy lên một tí nào cả. Đấy cũng là cái điểm mà chúng ta cần phải test. Chứ không nhiều mẫu khác nhé, đi xe máy mà số bước chân vẫn nhảy, thế nó buồn cười cơ. Còn về cái mặt đồng hồ thì có nhiều lắm, khoảng hơn 200 mặt đồng hồ. Và chúng ta có thể để cả cái mặt đồng hồ theo kiểu dạng trình chiếu và có thể kết nối về điện thoại để lấy cái phần bộ sưu tập ở điện thoại ra để mà cho lên cái mặt đồng hồ như này, nghĩa là có cả tính cá nhân hóa nữa. Đấy, còn kháng nước kháng bụi thì vừa nãy mình đã nói rồi, 5 ATM là thoải mái để cho bạn có thể đi bơi rửa tay cái thứ thoải mái rồi. Rồi, và còn một số những thông tin nữa mà mình cũng muốn cung cấp tới, đấy là cái dòng này thì nó còn có một số những tính năng, ví dụ như chạm một lần để mà sáng màn này, úp lòng bàn tay vào đây để mà tắt màn hình đi này, cái Bluetooth của nó thì sẽ là Bluetooth 5.3 nhá. Đấy, và thêm nữa là cái ứng dụng kết nối thì sẽ là ứng dụng Mi Fitness. Và nó còn có một cái nữa, đấy là cái tính năng báo thức thông minh, cái rất là hay. Đấy là ví dụ như là các bạn hẹn giờ báo thức là tầm khoảng 7 giờ sáng các bạn dậy. Đấy, tuy nhiên là nếu mà tầm khoảng 6 giờ 50 sáng mà nó cảm thấy là bạn đã ngủ nông rồi ấy, nghĩa là chuẩn bị dậy rồi, thì nó sẽ báo thức luôn để cho bạn đỡ bị miên man. Đấy, thì cái đấy cũng là cái điểm mà mình cảm thấy rất là hay, có báo thức thông minh nhé các bạn nhé. Rồi, ok, có các bạn thì các bạn cảm thấy sao về cái mẫu vòng đeo tay thông minh có kích thước rất lớn này? Hãy để lại comment cho mình biết. Thực sự là Xiaomi Smart Band 8 Pro ngoài cái việc là kích thước màn hình lớn này, tần số quét cao này, có OLED display này, rồi là có cả GPS độc lập và một mức giá phải nói là cực kỳ tốt. Đấy, thì các bạn cảm thấy sao? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Còn các bạn cũng có thể tham khảo qua giá bán của cả Xiaomi Smart Band 8 Pro lẫn Xiaomi Smart Band 8. Đấy, nếu mà muốn tiết kiệm hơn thì chúng ta có thể tham khảo Xiaomi Smart Band 8 tại website của Cellphonet qua đường link mà mình đã để ở phía dưới phần ghim comment cũng như là phần mô tả của video này. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.